Mình xin chào tất cả các anh em. Thì hôm trước mình có làm một video hướng dẫn anh em về các phương pháp bánh ná chuẩn. Thì trong đó mình có nhắc tới cái phần là giữa chạc 68, chạc 7 và chạc 84. Thì một số anh em có thắc mắc là tại sao mình khen ba cái loại này, tức là 68, 7 và 84. Và đặc biệt là mình nhắc đến hai cái là 68 và 7. Nhưng mà trong khi đó các anh em thắc mắc là tại sao mình khen hai cây này nhưng mà mình lại dùng cây này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái vấn đề đó mà theo cá nhân của mình ha, những gì mình trải nghiệm ha. Thì đầu tiên á, là mình phân tích hai cái này trước đi ha, 68 với 7. Thì lúc trước á, là mình dùng hai cây này, tức là mình dùng 7 trước, sau đó mới dùng 68, và sau đó mình lại chế ra riêng cây này cho mình. Cây này là 7 nha các bạn. Thì mình phân tích cái ưu điểm của nó nè. Nếu mà xét về chạc 68 hoặc chạc 7 á, thì cái độ bám sát mục tiêu của nó rất là chính xác. Tức là lúc khi bắn á, mình bắn ở nhiều góc độ mà mình phải ít phải trừ hao, canh trừ hao. Tại vì khi cái chạc rộng hơn á, cái độ lệch nó nhiều hơn, nó vẫn chính xác nhưng mà nó có cái độ lệch nhiều hơn cái chạc nhỏ. Cho nên lúc mình bắn ở mọi góc độ mình trừ hao rất là nhiều. Nếu mà ai không có kinh nghiệm thì bắn không chuẩn, còn ai quen rồi thì dù cho dù cây lớn cây nhỏ gì bắn thì cũng tốt hết. Cái thứ hai là cái chạc 68 hoặc chạc 7 á, nó rất là nhỏ gọn, mình có thể cắt hoặc là mang theo bên mình á, rất là gọn. Như cây này mình bỏ túi quần hơi cắn nè, mình chỉ để túi áo thôi hoặc là để trong ba lô thôi. Còn cây này mình bỏ túi quần rất là gọn, cây này đó. Còn nếu mà xét về khuyết điểm của chạc 68, chạc 7 á, thì theo mình nghĩ chắc khuyết điểm của nó ít lắm. Nhưng mà vì đối với mình á, thì hồi trước á, mình có bắn nhưng mà mình bắn ở nhà hoặc là bắn trong cái khuôn viên nhà của mình thôi. Mình không có đội nón bảo hiểm mình bắn. Nhưng sau này khi ra ngoài mình bắn rồi thì lúc mình bắn trên đường bắn mình thì mình phải đội nón bảo hiểm mình bắn. Cho nên lúc mình bắn á, cái tay đạn của nó để ở trên cao sát trên gò má, cho nên nó vướng vào cái quai nón của mình. Mình không thể nào mình bắn được nó. Mỗi lần bắn là phải dỡ cái nón ra hoặc là phải bấm nút tháo cái quai nón là mình mới bắn được. Cho nên nó vướng, rất là vướng đối với mình. Còn không biết các anh em khác thì sao, có bị vướng không? Chứ còn mình thì cái chạc 68 và chạc 7 này mình đi bắn ở ngoài mà lúc mình đội nón nó vướng kinh khủng luôn. Mình không thể nào mình dùng được nó. Đó, cho nên mình mới quyết định mình lấy cái chạc to hơn một tí xíu để lùi tay đạn xuống tí xíu, ngay dưới má một xíu, thì lúc đó không còn vướng cái quai nón nữa, thì mình vẫn đội nón mình bắn bình thường, mình không phải tháo nón ra. Cái khuyết điểm tiếp theo á là đối với anh em mới chơi á, khi mà các anh em mà không nắm vững cái cơ bản để xài chạc 68 hoặc chạc 7 này là rất dễ bị đập chạc, bởi vì cái lòng chạc nó rất là nhỏ. Cái đường đạn nó ăn thì nó nằm trên cái mặt phẳng của cái hai cái định chạc này, mà các bạn chỉ cần để tay lệch hoặc là cầm nghiêng á, thì rất dễ đạn ăn vào cái góc này. Cho nên vừa rồi thì các bạn đăng rất là nhiều ảnh về những cái chạc 7 bị đập chạc, nó thấy rất là xót. Bởi vì bắn cái chạc 7 này rất là ngon, nhưng chúng ta phải nhớ một điều là hãy nắm vững kỹ thuật khi sử dụng nó. Đó. Còn cái chạc 8.4 này của mình, có nghĩa là cây này anh em gọi là cây one hit á. Bây giờ mình phân tích cái ưu điểm của nó ha. Đây các bạn thấy không, nó gài dây bằng cái cách là kẹp, mở ốc này ra nhét dây vô kẹp lại, cho nên thay dây rất là tiện. Đó. Và cái đầu nó vát nữa các bạn. Cái góc này nó rất là thẳng này, cái cạnh này các bạn rất là thẳng, cho nên các bạn lấy mặt phẳng đường đạn cực kỳ nhanh. Đó. Và cái góc ngắm chỗ này nó vát lên, cho nên lúc bạn nhắm mục tiêu các bạn
có cảm giác nó chĩa vào mục tiêu rất là bén. Và cái lòng của nó to hơn cái chạc 7 rất là nhiều các bạn. Này, các bạn thấy không? Nó to rất nhiều, to hơn chạc 7 rất nhiều, cho nên cái khả năng mà đập chạc của nó ít hơn, an toàn hơn một tí xíu. Đó, các bạn thấy không? Chạc to hơn, cái lòng to hơn xíu, cho nên cái khả năng ăn đạn là ít hơn, cho nên cảm giác nó an toàn hơn. Vậy còn cái khuyết điểm của cái chạc to là gì? Như các bạn, nếu mà các bạn cầm ngang như vậy mà các bạn ngắm á, thì cái chạc bé ngắm bám sát hơn chạc to. Cho nên cái chạc to này, cái độ lệch của nó, nếu các bạn nào không có cảm giác tốt với nó bắn thì cái độ lệch của nó rất là lớn. Bởi vì cái chạc to, đường đạn nó xa mắt, cái tay, cái vị trí tay để đạn nó xa mắt, cho nên cái độ lệch của nó nhiều hơn chạc nhỏ. Đó, cái đó là cái khuyết điểm của chạc to này các bạn. Nhưng bù lại, theo cá nhân của mình cảm nhận cái này. Cái đây là mình không phải là mình tại vì mình chơi one hit cho nên mình đã đánh giá tốt rồi nha các bạn, mình không thiên vị cái nào hết nha. Thì có làm sao, mình chia sẻ theo kinh nghiệm của mình thôi. Cái chạc này khi các bạn gắn dây vô và các bạn kéo ngược về này, các bạn thấy không, cái cạnh của nó này các bạn rất là phẳng, rất là bén. Nó tạo cho các bạn một cảm giác lấy mặt phẳng đường đạn rất là tốt. Còn như cây mẹt này các bạn thấy không, cái đầu nó hơi bầu, nó hơi vát, còng xíu. Lúc các bạn kéo lại, nó cũng bén, nó cũng vuông, nhưng mà cái cảm giác nó không tốt bằng cái cây one hit này các bạn. Này các bạn thấy cái đầu chè không, nó hơi bầu lên xíu. Không, các bạn nhìn thấy không, cái góc cạnh nó không có cái dây thun ấy, nó không có được bén. Đó. Này, còn cái cây này của mình nè. Mình cây này là mình chế riêng cho mình nha các bạn. Các bạn thấy cái cạnh sau của mình không? Rất là thẳng mà rất là mỏng mà rất là bén này các bạn. Như vậy khi mình ráp dây vô mình kéo, nó tạo ra một cái mặt phẳng cực kỳ tốt. Cái mặt phẳng, cái đằng sau của cái cạnh chạc này nè, nó vuông vức như vậy thì nó sẽ giúp các bạn lấy mặt phẳng rất là nhanh và rất là chuẩn. Đó. Đây. Cái điểm thứ hai mà mình thích ở cây này có nghĩa là thay dây rất là nhanh, chỉ cần lấy lục giác mở ra một phát, nhét dây vô, siết lại là xong. Thì trước khi đi săn hoặc đi bắn giao lưu với anh em thì mình nên chuẩn bị một vài bộ dây này trước, mình cột sẵn cái miếng da trước đi. Nếu cái da đó đứt hoặc là dây đó đứt thì các bạn chỉ cần lấy da khác mở ốc ra nhét vô cái là xong, không phải ngồi tỉ mỉ buộc. Cho nên cái độ tiện lợi của cây này rất là hay. Và cái vấn đề cốt lõi mà tại sao các bạn hỏi mình tại sao không dùng ba cây này nữa mà lại dùng cây này, thì bây giờ mình mới trình bày ha. Mà cái này là theo quan điểm cá nhân của mình. Hồi trước mình rất mê chạc 68 và chạc 7, nhưng mà giờ mình lại bắn cây này. Thì cái nguyên nhân thứ nhất là nó vướng nón bảo hiểm, mình không bắn được. Cái nguyên nhân thứ hai là lúc đó mình chơi cái cây 7 hoặc cây 68, nhưng mà mình chơi độ dài dây khoảng tầm 18 phân, tức là từ đầu này tới này là 18 phân. Thì mình có đi bắn giao lưu với anh em thì thấy cái lực dây của mình chưa được tốt. Có nghĩa là cứ đạn cứ bay ra tầm khoảng 15 mét là nó rũ xuống ghê gớm luôn. Từ 12 tới 15 mét là bắt đầu đạn nó rũ xuống rồi. Và bắn chim thì không có lực. Và lúc đó mình học hỏi được anh em là anh em chơi dây ngắn 15 phân, thậm chí 14 hoặc 13 phân, bắn lực rất mạnh.
Nhưng lúc đó mình cũng về mình cắt cái dây đó mà mình cột cho cái này vô cây bẫy này mình bắn. Thì theo cá nhân của mình bắn một vài phát đầu tiên là do các bạn tận dụng cái lực thùn quá hết đát luôn, cho nên cái sự kiểm soát của nó mình không kiểm soát được cái lực đó, cho nên có một cái cảm giác rất là sợ khi mà xài dây ngắn mà gắn vô cái chạc 7 hoặc chạc 68. Thì các bạn không tin thì các bạn cứ thử, nếu mà các bạn chinh phục được nó thì các bạn tốt hơn mình rồi. Cho nên mình tạm thời mình ngưng cái 7 với cây 68 này lại mà mình chuyển qua Garmin Hit. Cũng với cái dây ngắn đó, tức là tầm từ 15 tới 14 hoặc 13 thôi. Nhưng khi mình gắn vô cây One Hit, nó chỉ rộng hơn cái cây 7 này 1/4 thôi, nhưng nó cho chúng ta một cảm giác rất là thoải mái vô cùng. Cũng là cái dây ngắn này, các bạn kéo ra hết lực, bạn căng, không có một cảm giác gì sợ sệt đập chạc hay là lạc đạn hoặc là dây nó búng tầm bậy đó. Mình bắn một vài viên đầu mình cảm thấy thích thú vô cùng, lực đi rất là mạnh, đạn bay rất là xa, rất là uy lực, nhưng cái cảm giác nó mang lại không thể lo, không có phải lo lắng một tí xíu gì hết về cái vấn đề đập chạc hay là dây nó búng không đúng ý mình đó. Cho nên quyết định mình chuyển qua cây One Hit mình chơi. Và cái tiếp theo đó là cái do cái mình cái vị trí tay cầm đạn của nó lùi xuống dưới cái má một tí xíu, cho nên không bị vướng lúc bắn. Mặc dù mình bắn cây này có những pha mình căn vẫn bị hụt, có nghĩa là do cái độ rộng nó lớn hơn chạc 7, cho nên bắn ở góc xéo nhiều pha mình vẫn bắn hụt, nhưng mình vẫn tự tin với nó. Tại bởi vì anh em có khuyên là chơi cây nào thì chơi một vài cây thôi để mình lấy cảm giác thật tự tin, thật tốt với nó. Vừa rồi thì mình cũng đăng mấy cái clip mà mình bắn chim thì các bạn thấy không? Rất là xa nhưng mình vẫn bắn trúng, có nghĩa là mình đã luyện cái cảm giác, mình đã quen với cây này rồi. Các bạn hỏi tiếp là nếu anh chơi cây này rồi anh có bỏ ngưng mấy cây này không, thì mình trả lời không nha các bạn. Tại vì thời gian bây giờ mình đang cố gắng mình luyện cây này cho thật tốt, sau đó mình sẽ vẫn trở về cây này mình chơi, tức là mình vẫn chơi lại chạc 68 hoặc chạc 7. Có một vấn đề như vậy này các bạn ha. Các bạn chơi cây 68 hoặc cây 7 trước, rồi các bạn chuyển lên cái chạc to bạn chơi, thì lúc đó cái cảm giác hụt hẫng của các bạn rất là lớn, có nghĩa là các bạn mất thời gian lâu lắm các bạn mới làm quen được cái chạc lớn. Nhưng khi các bạn đang chơi cái chạc lớn mà các bạn quay về chạc nhỏ các bạn chơi, bạn tự nhiên bạn cầm cái chạc nhỏ nên bạn ngắm, thì cái cảm giác ngắm của các bạn rất là tuyệt vời, bám sát rất mục tiêu và các bạn bắn thuần nó rất là nhanh, nhanh hơn cái chạc to đó. Đó là vừa rồi là một số những chia sẻ của mình về những cái ý kiến mà các bạn phản hồi về cho mình ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn.